Tôi từ Hội Hồng xin kính chào anh chị ạ. Hôm nay em có một tác phẩm, một cụ Di Lặc Nhị Phúc ngồi quả đào anh chị nhá. Cụ ngồi trên quả đào khổng lồ này, được chế tác trên chất liệu gỗ nu hương ạ. Chất liệu gỗ nu hương anh chị nhá, một quả đào tiên nu hương. Đấy, rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em sẽ quay tổng quan tác phẩm này. Các anh chị có thể nhìn thấy được là tác phẩm này có một kích thước rất là nhỏ gọn anh chị nhá, nên nhưng mà có giá trị cực kỳ luôn. Và đây là thần thái của cụ Di Lặc anh chị ạ. Lục sắc nét tỉ mỉ, khuôn mặt của cụ cười rất là phúc hậu, rất là hiền hậu anh chị nhá. Với chất vân hương ta đấy, rất là đẹp. Anh chị có thể nhìn thấy xung quanh người cụ chỗ nào cũng có vân cả, rất là đẹp luôn. Và đi với hình ảnh cụ Di Lặc chính là hai chú tiểu đồng anh chị nhá. Hai chú tiểu đồng này nhìn khuôn mặt rất là tinh nghịch này, bầu bĩnh tinh nghịch, trông rất là dễ thương. Mỗi chú một vẻ rất là tinh nghịch luôn. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, chú tiểu đồng này thì còn đang bám vào tai của cụ Di Lặc đây, và đang cầm một cái tràng pháo à, rất là vui mắt. Còn chú tiểu đồng này thì đang được cụ bế trên tay và đang cầm một cái sâu tiền vàng đây, mang lại tiền tài của cải cho gia chủ. Và các anh chị có thể nhìn thấy được là đằng sau cụ Di Lặc này đây, còn có những cái đám mây này, để một cái vòng tròn đằng sau đầu của cụ, tạo nên cho tác phẩm này một cái nét đẹp mới lạ. Những cái đám mây các anh chị có thể nhìn thấy là đục rất là mềm mại luôn, đấy, rất là kỹ lưỡng này. Vân gỗ này anh chị này, vân gỗ rất là đẹp. Tác phẩm này thì các anh chị có thể nhìn là điểm xuyết của tác phẩm này chính là phần giác nhá. Phần giác gỗ hương ta tạo nên cho tác phẩm này có một cái màu sắc rất là đặc sắc, rất là đẹp anh chị nha. Và phía bên dưới của cụ ngồi đây chính là một quả đào nu hương ạ. Một quả đào nu hương thì các anh chị có thể nhìn thấy được quả đào này rất là to, rất là khổng lồ. Và những cái hình ảnh, những cái quả đào mà đường đi với cụ Di Lặc thì thường là đem lại ý nghĩa mang lại sức khỏe cho gia chủ, sự trường tồn ạ, và sức khỏe bình an cho gia chủ. Đối với phần quả đào này thì nó có hơi dính một chút ít vết mực, thì các anh chị cứ yên tâm là khi các anh chị mà mình ưng cái tác phẩm này về thì bên em sẽ xử lý hoàn toàn tất cả những cái lỗi vết ở trên tác phẩm này, em sẽ chùi cái vết mực này ra sau. Nhưng hiện tại thì em chưa thể, vì trong cái quá trình mình làm việc thì lâu lâu bên em cũng vô tình vô ý mình quẹt phải cái vết mực lên trên những cái tác phẩm này thôi, nhưng không ảnh hưởng gì hết anh chị nhé, bên em sẽ xử lý lại hết. Thì các anh chị có thể nhìn thấy được vân gỗ trên cái phần quả đào này rất là đẹp, vân chun này cực kỳ đẹp, với phần giác gỗ đây anh chị này, phần giác tạo nên cái đặc sắc của tác phẩm này. Một tác phẩm cụ Di Lặc Nhị Phúc anh chị nhá, một cụ Di Lặc Nhị Phúc ngồi trên một quả đào rất là lớn. Các anh chị có thể nhìn thấy được cái phần gỗ đằng sau đây đẹp không, mặt đằng trước là một màu anh chị nhá, mặt đằng trước là một màu, mặt đằng sau là một màu. Vân gỗ thì khỏi phải chê rồi, rất là tuyệt vời, vân gỗ rất là đẹp. Đây là mặt sau của tác phẩm anh chị này, mặt sau của tác phẩm này ạ. Và tác phẩm cụ Di Lặc Nhị Phúc gỗ, chất gỗ nu hương này anh chị này, với chiều cao 50, ngang 35 và chiều sâu là 35 anh chị nhé, chiều sâu đến tận 35. Tác phẩm với kích thước như thế này thì rất thích hợp cho các anh chị mình có thể trưng bày ở một số chỗ trong ngôi nhà của mình, hoặc là trên cái bàn uống nước, rất có giá trị luôn. Đây là quả đào đây, và phía phần bên này là những cái lá đào này anh chị thấy, với những cái lá đào đục sắc nét tỉ mỉ từng chi tiết. Đây là mặt bên cạnh của tác phẩm này đây. Đấy, cụ Di Lặc này đang ngồi trên những cái lá đào khổng lồ đây, với cái quả đào nu hương này rất tuyệt vời, vân nu này chẳng chịt chi chít luôn, mang lại sức khỏe, mang lại tiền tài, mang lại may mắn về tất cả mọi thứ cho gia chủ của mình. Mọi cười hoan hỉ ạ, mang lại hạnh phúc sự đầm ấm này. Đấy, rất là đẹp. Chiều cao 50, ngang 35 và chiều sâu là 35 anh chị nhé. Giá cho tác phẩm này chỉ là 8.800.000 đồng, 8.800.000 đồng bao ship cho các anh chị tác phẩm một cụ Di Lặc, được chế tác trên chất liệu gỗ nu hương với những cái quả đào to mọng, mang lại sức khỏe và tiền tài cho gia chủ, rất là đẹp anh chị nhé. Và mọi chi tiết về tác phẩm cụ Di Lặc Nhị Phúc ngồi trên quả đào to được chế tác trên chất liệu gỗ nu hương này thì xin các anh chị hãy liên hệ ngay cho tượng gỗ Nguyễn Hồng, số điện thoại 0987336318 anh chị nhé, 0987336318 ạ. Vân gỗ rất là tuyệt vời,